của thầy này, thầy cho 5 điểm, thầy đặt tên là điểm 1, điểm 2, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 4 và điểm 5. À, 5 điểm nhá. Bây giờ thầy hỏi thầy sẽ làm như thế này. Chúng ta sẽ nối các điểm này lại với nhau để tạo thành các đoạn thẳng. Ví dụ chúng ta nối điểm 1 với điểm 2, ta sẽ được một đoạn thẳng. Ta gọi nó là đoạn thẳng 1-2. Nối điểm 1 với điểm 3, chúng ta sẽ được một đoạn thẳng. Ta gọi nó là đoạn thẳng 1-3. Tương tự như thế thì ta có đoạn thẳng 1-4 và đoạn thẳng 1-5. Và hãy trả lời cho thầy câu hỏi là có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng. Đoạn thẳng có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? Bằng 10. Bây giờ cái cách tính của con là gì? Tại sao con lại ra con số 10? Ý của con là gì? Tức là con khi con nối từ 1, con có 4 đoạn thẳng đến điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, đúng không? Như vậy là đầu tiên con có 4 đoạn thẳng này. 4 đoạn thẳng này xuất phát từ 1 mà đi đến 2, 3, 4 và 5. Đúng chưa nào? Bây giờ nếu từ 2 thì con có mấy đoạn thẳng đi đến các điểm khác à, đúng không? Từ 2 bạn Trung Đức vẽ được một đoạn thẳng đến 3, một đoạn thẳng đến 4 và một đoạn thẳng đến 5. Như vậy là chúng ta chỉ có 3 đoạn thẳng đến gì? Từ 2 trở đi thôi, đúng không? Thế còn nếu như mà vẽ từ 3 thì vì chúng ta đã có cái đoạn thẳng nối 1 và 2 với 3 rồi, cho nên chúng ta chỉ vẽ được 2 đoạn nữa là 3, 4 và 3, 5. Đấy, vẽ được 2 đoạn nữa. Như vậy chúng ta có tiếp 2 đoạn nữa. Đấy, 4 cộng 3 cộng với 2. Cuối cùng là nếu như các con xuất phát từ 4 thì vì đã nối với 1, với 2, với 3 rồi, cho nên chúng ta chỉ còn một đoạn thẳng nối đến 5 nữa thôi. Như vậy chúng ta sẽ có 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 3 cộng 2 cộng 1 và bằng 10 đoạn thẳng. Đấy, đây là đáp số đúng nha. Tất cả các bạn nào mà ra kết quả bằng 10 đoạn thẳng là chính xác. Bài học của chúng ta ấy là phương pháp tư duy. Tức là gì? Tức là chúng ta sẽ suy nghĩ mở rộng một cái bài toán. Đây là một bài toán cụ thể. Nhưng nếu như chúng ta dùng một cái phương pháp đơn thuần nhất, đấy là phương pháp đếm. Và đếm không có quy luật, thì rõ ràng ấy là mỗi một bài toán tương tự chúng ta phải đếm một kiểu khác nhau. Và vì vậy chúng ta không có một cái quy tắc chung để giải các cái bài toán. Thế thì khi đó các bạn đã phát hiện ra một công thức. Ví dụ như thế, ở đây ấy, là chúng ta đếm một cách có quy luật. Thế thì từ đó chúng ta có thể dẫn đến một cái công thức tổng quát. Trong trường hợp là gì? Là số điểm nó tăng dần lên nhiều hơn, đúng không? Đấy. Tuy nhiên là công thức này vẫn chưa phải là gọn nhất. Mà chúng ta có thể có một cách nữa. Ở đây thầy có mấy cách thứ nhất. Đây ta gọi là cách thứ nhất nhá. Cách thứ hai thầy tạm gọi là cách đếm. Đấy, có bạn là đếm không quy luật. Thầy không biết là có bạn nào đếm không quy luật không. Nhưng nếu như đếm không quy luật thì chúng ta chỉ dừng lại ở giải một bài toán mà thôi, đúng không? Thế thì thầy có một cách thứ ba nữa. Cách thứ ba, từ điểm 1, các con vẽ được 4 đoạn thẳng đến 2, đến 3, đến 4 và đến 5. Và lúc nãy rất nhiều bạn nói là có 20 đoạn thẳng. Thế tức là gì? Tức là từ điểm 2 các bạn cũng vừa mới vẽ 4 đoạn thẳng từ 2 đến 1, từ 2 đến 3, đến 4 và đến 5. Như vậy từ 2 các bạn cũng vẽ được 4 đoạn thẳng, đúng không? Thế còn tiếp theo, nếu xuất phát từ 3 các bạn cũng sẽ vẽ được 4 đoạn thẳng tương tự, từ 3 đến 1, từ 3 đến 1, từ 3 đến 2, từ 3 đến 4 và đến 5. Như vậy từ 3 các con cũng vẽ được 4 đoạn thẳng như thế. Tiếp theo là từ 4. Từ 4 thì nếu như các con vẽ thì các con cũng sẽ vẽ được 4 đoạn thẳng là gì? Từ 4 đến 1, 4 đến 2, 4 đến 3, đúng chưa nào? Và 4 đến 5. Đấy. Rồi từ 5 thì sao? Từ 5 chúng ta cũng vẽ được 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. Đấy. Như vậy là các con từ một điểm
các con sẽ vẽ được 4 đoạn thẳng, đúng không? Và vì mình xuất phát từ 5 điểm, cho nên các bạn tính ra một con số là 4 x 5 bằng 20 đoạn thẳng. Nhưng các con hãy chú ý là ví dụ như ta vẽ, ban đầu ta vẽ đoạn thẳng 1, 2 và đến lúc sau chúng ta lại vẽ đoạn thẳng 2, 1. Như vậy là một đoạn thẳng đã được chúng ta vẽ 2 lần. Các con hình dung được chưa nhỉ? 2 lần, trắng đỏ này, đây là gì đây? Hồng tím này, vàng tím này, đúng không? Như vậy mỗi đoạn thẳng đã được chúng ta vẽ 2 lần. Cho nên ấy là từ vì thế thì sau đó chúng ta phải chia cho 2 thì con sẽ được là cái số đoạn thẳng, và nó chính bằng 4 x 5 bằng 20 chia cho 2 bằng 10. Thế thì đây là con số giống nhau. Các con hình dung được chưa? Đấy. Thế thì đây là hai cách tương tự nhau. Tuy nhiên ấy là cái cách thứ ba này nó cho chúng ta một cái công thức giúp chúng ta tính được từ 5 điểm. Chúng ta có thể vẽ được 5 x 4 hay là 4 x 5 chia 2 bằng 10 đoạn thẳng. Đấy. Thế thì từ cái việc đếm có quy luật, ta có thể rút ra hai công thức để tính số đoạn thẳng vẽ được. Đấy. Cách thứ nhất và cách thứ ba. Các con hình dung được chưa? Và đây chính là cái phương pháp để chúng ta tư duy tổng quát hóa từ một bài. Đấy, để có thể mở rộng ra làm nhiều bài tương tự như thế.